Xin chào mừng quý cư dân đến với bản tin tuần tòa nhà Hoàng Thành. Tiếp tục với bản tin của tuần trước, tuần này ban quản lý chúng tôi sẽ chia sẻ với quý cư dân cùng các bạn chủ đề lễ bàn giao căn hộ. Trải qua một thời gian thi công liên tục, công ty cổ phần Trần Hưng Đạo đã tiến hành công tác bàn giao căn hộ với chất lượng cao và nhiều tiện ích cho những khách hàng đầu tiên. Dự án Hoàng Thành Tower đã hoàn thành đúng tiến độ cam kết với khách hàng, đem đến một môi trường sống văn minh, hiện đại, đầy tiện nghi. Tham gia bàn giao căn hộ gồm có đại diện chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà Hoàng Thành, công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà PMC, chủ căn hộ. Công tác bàn giao được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Về phía chủ đầu tư, sự quyết liệt thống nhất trong quá trình thi công với cách làm việc tập trung, hiệu quả đã mang lại cho những sản phẩm đạt chất lượng cao cho khách hàng. Trước khi diễn ra lễ bàn giao căn hộ, các bộ phận của ban quản lý tòa nhà phối hợp để chuẩn bị trang trí cũng như kiểm tra tình trạng căn hộ trước khi bàn giao cho khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cao bao quát chung các vấn đề, phối hợp bộ phận kỹ thuật kiểm tra căn hộ trước khi bàn giao, nhận bàn giao tài sản của căn hộ từ chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu liên quan. Bộ phận dịch vụ, bộ phận làm sạch chịu trách nhiệm đôn đốc bộ phận làm sạch về vệ sinh tinh căn hộ đạt tiêu chuẩn trước khi bàn giao cho khách, đồng thời đảm bảo vệ sinh khu công cộng, sảnh thang máy. Giám sát dịch vụ chịu trách nhiệm setup bàn ký kết, chụp ảnh hiện trạng căn hộ trước khi bàn giao, hỗ trợ các công việc khác khi cần thiết. Lễ tân chịu trách nhiệm in sẵn các form, biểu mẫu cần thiết, chuẩn bị chìa khóa. Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm setup căn hộ bàn giao, chuẩn bị bánh, kẹo, nước, cắm hoa và máy phun tinh dầu. Bộ phận kỹ thuật phối hợp cùng với các bộ phận chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình bàn giao nhà, chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hàng về các vấn đề kỹ thuật. Khi cư dân đến nhận nhà, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ đón tiếp khách, mời khách xem nhà và ghi nhận ý kiến khách hàng nếu có, trả lời các câu hỏi, thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ tòa nhà, hỗ trợ kỹ thuật trong việc hướng dẫn khách cách sử dụng và vận hành thử các tiện nghi trong căn hộ, hướng dẫn khách ký biên bản bàn giao và nhận bàn giao tài sản, chìa khóa cửa, chìa khóa thông phòng, thẻ từ ra vào, thẻ an ninh, điều khiển điều hòa. Lập biên bản và niêm phong chìa khóa thứ 3 trong trường hợp khách đồng ý gửi chìa khóa thứ 3 cho ban quản lý. Xin thông tin cư dân. Kết thúc buổi bàn giao nhà, những khách hàng đến nhận bàn giao nhà không giấu được niềm vui khi căn hộ mơ ước bao lâu nay đã được hoàn thành theo đúng cam kết của chủ đầu tư. Ban quản lý chúc quý cư dân một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc tại Hoàng Thành Tower.